Hậu Hậu xin kính chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thập Hậu ha. Hôm nay Hậu lại tiếp tục cập nhật chi hiền lò bóng mới của chùa Chú Ích mới ha. Thì hiện tại thì ghe cũng lên không xong rồi. Thì đang lên dán tiếp, dán phụ ha. Dán phụ tiếp ghe dành nè. Lên được bên này. Quá đẹp luôn á vậy. Hôm nay ông thấy thợ. Mình hơi thở thì mình sẽ đi hỏi này. Xong rồi còn bên đang đi chém thứ đấy mà anh ngày nay không ngày nay xe bệnh nha chém bệnh nha ngày nay mà chui dọn đấy còn hơi đấy nè tú sạch á quá đẹp bữa cả nhà ơi bữa nay thợ nghỉ nữa rồi thợ bệnh cái gì thợ bị la sai rồi la sai hả cảm rồi không có thợ anh làm luôn đi bữa nay làm không được thở anh là thợ phụ mà thợ phụ hả bây giờ mình lên được dán tiếp phụ bê dành nữa không rồi còn bên nữa đừng bên nữa ha quá đẹp luôn à nha ngày đi chén cháu ơi lên chén nữa biên ấy ai trang này đi bị cảm này cảm thương nàng này quá đẹp luôn các bạn hôm nay mới lên được hôm qua gì lên lên dán phụ bê dành này không lên được bên này còn bên này ha bên này chưa lên nè tú mình thống đi tú chẳng là mình khơi mình thống đi nhưng đâu lận công lận ấy đặt tinh bé là khơi tôi cho với nhá lận công là mua dây cáp cho là về nhưng siết mó là khơi tôi với nhá đông sải ạ nhắm nè tàu phơi sạt nè mưa bị nung ơm á còn nào hiện lên cái là whip whip tu khinh mít này mưa bát cổm á là nâng dân mại với môn thịt tía chu môn thịt tía là mít trái luôn á bà màu lệnh lệnh cắt tức á trực tiếp à? Mẹ nè, quay ý giờ về ngày đi mẹ gọi nữa đeo túi ôi dùng thơm như ví nè dùng thúi mua nông bộ ôn cách nè, mua nông dùng thúi dùng thơm mày đi mau nữa dùng bộ kéo em đó mạnh nè đáng tin, tàn tin là lấy là thùng bát, thùng bát về đi không? Ừ dừng đi về hay vô bạc cửa bát vô hay vô mài nghe sao này cả nhà bữa nay không có thợ đi làm nè coi lính nằm hai ba người nằm trên võng cho thợ nè nên dán phụ que dành nè cũng lên được bên còn bên chưa lên nữa nè bây giờ lính lại chờ nè
lại chờ hai ba người nè. Nè có con Út Dũng Thơm lại luôn nè. Đó. Đây nè. Mai Clan nè. Cũng lại chờ để quay nè mà không có thấy thở sọc Clan gì á. Ông à bán à. Mình mê chạp thằng Phật thì dùng năng quay. Thôi thì giờ họ cũng lia quay sơ sơ ha, chia sẻ sơ sơ chi kiện đóng mới cũng dần dần hoàn thiện ha. Thì mấy bữa nay mình không có lại quay để chia sẻ cho các bạn ha, các bạn thông cảm tại vì mình cũng mà mình bận việc ha, mình không có nên quay được. Thì hiện tại thì các bạn thấy ghe cũng được lên cái quán quán phụ nè, quán phụ be dành nè, quá đẹp luôn nha, lên được bên đây ha, còn bên đây chưa lên. Bây giờ bữa nay mình lợi thì không có thấy thợ làm ha, mình cũng chia sẻ sơ sơ thôi. Thì các bạn xem thì nhớ đăng ký ha, để ủng hộ cho mình đi, để mình có thêm động lực làm những video mới cho các bạn ha. Rồi để mình quay từ phía trên này các bạn xem nè, chiếc kia quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, đây là phần chỗ đuôi ghe ha, phía bên trước đó là cái đầu ghe. Thì mai mốt gì thợ mới làm thì mình sẽ lên quay cập nhật tiếp ha, mình tiếp cho các bạn xem. Đây chuẩn bị lên nè, nối nè ha, quán quán phụ nè, quán phụ nhắn mà be dành nè, xong hết trơn nè, chuẩn bị lên nè, lên được bên này nè, tắm bên này, còn bên đó thì chưa lên ha. Quá đẹp luôn á nhỉ. Này. Dán tiếp dán phụ ha, dán phụ bê dành nè, quá đẹp nha. Đến xong rồi đó. Thôi thì mình cũng chia sẻ sơ sơ tới đây ha. Các bạn nhớ đón theo dõi phần tiếp theo ha. Và hãy nhớ để lại cho mình nút đăng ký cũng như là chia sẻ, mình có thêm động lực làm những video mới ha. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.